Tôi là bác sĩ. Và tôi đã có 30 năm làm việc giúp đỡ và cứu chữa bệnh nhân. Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng 10 năm cuộc đời của mình để điều tra cách thức mà các bác sĩ đã sử dụng để giết hại người vô tội. Tôi tên là Uông Chí Viễn. Tôi tốt nghiệp khoa y tế hàng không của Học viện Quân y số 4. Sau khi ra trường, tôi công tác rất lâu trong lĩnh vực y tế hàng không. Tôi từng là viện trưởng Quân y Viện Hàng không và đã từng là thành viên của ban biên tập tạp chí Quân y Hàng không ở Trung Quốc. Tôi cũng từng là thành viên của Ủy ban Quân y Quốc gia đầu tiên của Trung Quốc vào thời kỳ sau Đại Cách mạng Văn hóa. Năm 1995, tôi tới Mỹ. Và bắt đầu làm nghiên cứu về bệnh tim mạch tại khoa y tế cộng đồng của trường đại học Harvard. Ngày 9 tháng 3 năm 2006, có một bản tin đã làm đảo lộn cuộc sống của ông Uông Chí Viễn. Hai hãng chuyên đưa tin về Trung Quốc tại Mỹ là báo Đại Kỷ Nguyên và đài truyền hình Tân Đường Nhân đã đưa tin rằng có hai nhân chứng xác nhận về một trại tập trung tại Tô Gia Đồn, Trung Quốc. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây, và họ đã bị các bác sĩ tiến hành mổ cướp nội tạng. Tôi và chồng cũ của tôi làm việc ở bệnh viện này từ năm 1999 đến năm 2004. Thay mặt chồng cũ của tôi xin được tạ lỗi. Bởi vì anh ấy là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, và đã thực hiện mổ cướp nội tạng trên thân thể các học viên Pháp Luân Công. Chồng cũ của tôi cho biết các học viên Pháp Luân Công hầu hết đều có thân thể khỏe mạnh. Khi bị mổ cướp nội tạng, họ vẫn còn đang thở. Sau khi nội tạng được thu hoạch, thân thể của họ bị ném thẳng vào lò đốt, không để lại bất cứ dấu vết nào. Chồng cũ của tôi đã đề nghị không thực hiện những ca phẫu thuật lại này, nhưng anh ấy không được quyền quyết định. Sau khi đọc bản báo cáo này, tôi đã rất sốc. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi đã bán tín bán nghi. Vấn đề này vượt quá tiềm thức con người của tôi. Việc này quá nghiêm trọng và quy mô quá lớn. Annie cho biết, chỉ riêng ở Tô Gia Đồn, đã có 6.000 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Chồng cô là bác sĩ, và bản thân ông ta đã mổ cướp giác mạc trên thân thể của hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công. Khi ấy, các thành viên chính của Tổ chức Thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã họp bàn về những việc có thể làm. Tất cả chúng tôi đều cho rằng chúng tôi cần dành thời gian điều tra vấn đề này một cách khách quan. Bất kể dù hiểu hay không hiểu vấn đề này, chúng tôi đều không được phép đưa ra bất cứ kết luận nào dựa trên cơ sở ý kiến cá nhân, và chúng tôi bắt đầu tiến hành cuộc điều tra. Năm 2003, ông Uông Chí Viễn và các đồng sự đã thành lập tổ chức có tên gọi là Tổ chức Thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Để tiến hành điều tra và phơi bày sự thật về cuộc đàn áp học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, tại thời điểm đó ở Trung Quốc có hơn 70 triệu người tu luyện Pháp Luân Công.
according to the statistics from the Chinese government. Theo báo cáo của một kênh truyền thông lớn quốc tế, chỉ trong vài tháng đầu của cuộc bức hại, con số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ nhanh chóng lên đến 5.000 người. Mặc dù trước đó Tổ chức Thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã thực hiện nhiều cuộc điều tra về cuộc bức hại, bao gồm các cách thức tra tấn và ngược đãi. Nhưng mổ cướp nội tạng sống thì họ chưa từng được nghe. Đêm đó chúng tôi đã gọi điện đến một bệnh viện ở Tô Gia Đồn. Chúng tôi không có được nhiều thông tin từ các bác sĩ và y tá. Chúng tôi đã nói chuyện với họ nhưng không thu được gì nhiều từ họ. Sau đó chúng tôi gọi đến phòng nồi hơi. Và các nhân viên ở đó cho biết họ đã thiêu xác chết tại đây. Khá nhiều, gồm cả đàn ông và phụ nữ. Họ còn nói nhặt được cả bông tai, đồ trang sức, đồng hồ từ những xác chết này. Chúng tôi đã vô cùng sốc. Ban đầu khi mới nghe chúng tôi sốc, nhưng lúc đó vẫn chưa có bằng chứng. Sau đó được nghe rằng phòng nồi hơi có thể sử dụng vào việc thủ thiêu các vật chứng và xác chết, thì đây là một vấn đề vô cùng lớn. Bao nhiêu năm làm việc trong ngành y, tôi chưa bao giờ được nghe về việc bệnh viện sử dụng phòng nồi hơi để thiêu xác người. Thông thường các bệnh viện đều có nhà xác. Và xác chết được đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng, nhưng lại là phòng nồi hơi của một bệnh viện làm việc này thì tôi chưa bao giờ được nghe. Và điều này đã làm thức tỉnh trong tôi rằng mổ cướp nội tạng có thể là sự thật. Tuy nhiên, lúc này chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, ông Uông Chí Viễn và nhóm của ông quyết định bắt đầu điều tra các bệnh viện đang thực hiện cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Từ năm 2006 đến 2007, họ đóng vai người nhà của bệnh nhân cần cấy ghép. Họ đã gọi điện và phỏng vấn 23 bệnh viện. Mục đích chủ yếu của họ là điều tra xem có nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công hay không. Kết quả thu được thật kinh khủng. Đối tượng điều tra, một bác sĩ ở trung tâm cấy ghép bệnh viện Phúc Đáng, Đại học Trung Sơn, Thượng Hải. Thời gian 16 tháng 3 năm 2006. Xin chào, có phải bệnh viện Trung Sơn không? Vâng, đây là bộ phận chăm sóc bệnh nhân cấy ghép. Đây có phải là trung tâm cấy ghép gan không? Đúng, có việc gì vậy? Tôi muốn được tư vấn. Chờ cho một chút để tôi gọi bác sĩ. Xin chào. Anh có phải là bác sĩ không? Anh có thể làm phẫu thuật cấy ghép chứ? Có, tôi có thể làm. Vậy phải chờ bao lâu? Khoảng một tuần có thể làm. Anh có loại của học viên Pháp Luân Công không? Tôi nghe nói loại này tốt. Của chúng tôi tất cả đều là loại này. Đối tượng điều tra, Viện trưởng Tống, Bệnh viện Đệ Nhất Thiên Tân. Thời gian ngày 15 tháng 3 năm 2006. Có phải Viện trưởng Tống không? Đúng, xin cứ tiếp tục nói. Bác sĩ của anh cho biết họ có nguồn gan rất tốt. Anh ta tập khí công. Tôi hỏi khí công gì? Anh ấy nói Pháp Luân Công. Họ cho biết những người tập Pháp Luân Công có sức khỏe tốt hơn người thường. Chúng tôi cũng có những loại này. Chúng tôi cũng có nguồn thân thể loại này mà vẫn còn đang thở hoặc tim đang còn đập. Chúng tôi khẳng định là có. Đến thời điểm này của năm, chúng tôi đã có hơn 10 quả thận từ nguồn này. Một cuộc phỏng vấn mà tôi ấn tượng nhất là với một người tên là Trần Cường. Người môi giới thận cho Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân, số 307 ở quận Phong Đài, Bắc Kinh. Chính tôi là người trực tiếp gọi điện thoại điều tra. Tôi đã liên lạc với anh ta trong thời gian một tháng. Tôi đóng vai người nhà của bệnh nhân và gọi điện tới anh ta nhiều lần. Anh ta nói chuyện rất thẳng thắn. Kể rằng về vấn đề mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công, họ hoạt động như một dây chuyền. Từ chính phủ, sở cảnh sát đến các nhà tù. Vì vậy tôi đã hỏi thẳng anh ta rằng, làm thế nào có thể chắc chắn đó là của các học viên Pháp Luân Công? Anh ta trả lời, cấp trên sẽ cung cấp hồ sơ, ông hiểu chứ?
Đối tượng phỏng vấn: Trần Cường, người môi giới thận cho bệnh viện 307. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2007. Làm thế nào để ông có thể xác nhận đó là nội tạng của học viên Pháp Luân Công? Chắc ông có hỏi họ về vấn đề này chứ. Cấp trên của tôi sẽ cung cấp hồ sơ về nguồn gốc nội tạng, ông đừng lo lắng. Vậy thì tốt quá. Họ chắc chắn sẽ có tất cả các loại giấy tờ, bao gồm cả hồ sơ của người có tạng. Thành thật mà nói, chúng tôi có mối quan hệ với chính phủ. Lãnh đạo cấp cao của chúng tôi có mối quan hệ với quan chức cấp cao chính phủ. Những tài liệu này bị cấm gửi ra ngoài, nhưng tôi có thể cung cấp cho ông. Tôi nghe người ta nói rằng trong những năm đầu của cuộc đàn áp, nhiều học viên Pháp Luân Công đã đi thỉnh nguyện lên chính phủ Trung Quốc. Họ đã bị bắt vào tù nhưng họ từ chối cung cấp họ tên và địa chỉ. Như vậy rất có thể những người này đã bị thu hoạch nội tạng. Trần Cường nói, ông có hiểu ý tôi không? Những nội tạng này là của những người liên quan đến năm 2003. Chúng tôi không có tên của họ mà chỉ có mã số của họ. Chúng tôi nghe nói có những học viên Pháp Luân Công bị bí mật đưa vào tù sau khi họ thỉnh nguyện lên chính phủ. Những người này đã không được quản lý bằng họ tên. Đúng, họ đã không khai họ tên. Và tất cả bọn họ được quản lý theo mã số. Tôi biết nhiều về họ hơn ông. Mỗi người trong bọn họ được gắn một mã số. Đó là lý do tại sao những người này chỉ có mã số mà không có họ tên. Vậy có tên thật của họ trong hồ sơ không? Nếu cảnh sát không biết tên thật của họ thì sẽ chỉ lưu mã số vào hồ sơ thôi. Thêm nữa, cảnh sát lưu cả dấu vân tay của họ. Vậy mỗi người sẽ được đánh số trước khi bị đưa vào tù. Tất nhiên, nếu không gắn mã số cho họ thì làm sao có thể quản lý thông tin? Nó sẽ trở nên lộn xộn nếu không có một quy trình quản lý. Tôi đã tiến hành phỏng vấn người này năm 2007. Mổ cướp nội tạng được đề cập một cách bán công khai trong các cuộc trò chuyện. Mọi người nghĩ xem, vấn đề này nghiêm trọng như thế nào? Do đó tôi có cảm giác như bị suy sụp. Giọng điệu của anh ta cho tôi thấy rằng anh ta thực hiện việc này như một hoạt động kinh doanh thường ngày. Số lượng nội tạng rất lớn, có giá niêm yết rõ ràng. Tôi được anh ta chào giá một quả thận là 230.000 nhân dân tệ. Để anh ta tin, tôi đã nói tôi có thể trả 250.000 nhân dân tệ. Khi được phỏng vấn, các bác sĩ đã trả lời một cách rất thản nhiên và thẳng thắn, đặc biệt vào giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Có một số bác sĩ, ví dụ, bác sĩ ở Bệnh viện Trường Chinh, thành phố Thượng Hải, đã khẳng định một cách rất rõ ràng rằng tất cả nội tạng của họ đều được thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công. Tất nhiên, sau khi chúng tôi công bố một số báo cáo điều tra, một số bệnh viện đã không dám công khai nói điều đó nữa. Tờ Tuần báo Phương Nam của văn phòng đảng ủy tỉnh Quảng Đông, một trong những tờ báo nổi tiếng ở Trung Quốc, đã đăng một bài báo vào tháng 3 năm 2010 với tựa đề Mê cung hiến nội tạng không rõ nguồn gốc. Bài báo này cho biết năm 2000 là một bước ngoặt cho hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Trong năm 2000, các ca ghép nội tạng tăng hơn 10 lần so với năm 1999. Con số này lại tăng lên gấp 3 lần trong năm 2005. Nếu dữ liệu này là đúng, thì chỉ trong vòng 6 năm, số lượng các ca ghép gan hàng năm đã tăng gấp 30 lần. Đây là một sự tăng trưởng khủng khiếp. Về tình hình thực tế là gì? Ông Uông Chí Viễn và nhóm làm việc của ông bắt đầu điều tra. Họ tìm kiếm và tính toán số lượng các bệnh viện thực hiện cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc trên Internet. Họ cũng tính toán số ca cấy ghép gan và thận dựa trên số liệu thống kê từ chính phủ Trung Quốc. Họ đã đi đến một kết luận gây sốc. Sau năm 1999, số lượng cấy ghép tạng ở Trung Quốc bùng nổ và tăng trên hai phương diện.
Một là tổng số các bệnh viện thực hiện cấy ghép tạng. Trước năm 1999, chỉ có 19 bệnh viện có thể thực hiện cấy ghép tạng. Số lượng bệnh viện đã tăng gấp hơn 20 lần, lên đến 500 bệnh viện vào năm 2005. Hai là tổng số các ca ghép gan. Trước năm 1999, tổng cộng chỉ có 135 ca ghép gan trong vòng 20 năm. Trong vòng 8 năm, từ năm 1991 đến năm 1998, tổng cộng chỉ có 78 ca. Tuy nhiên, từ năm 1999 đến 2006, có đến 14.085 ca, tăng theo cấp số nhân với hơn 180 lần. Thế nào gọi là sự gia tăng bùng nổ? Đây chính là sự gia tăng bùng nổ. Sự bùng nổ gia tăng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã dần dần gây ảnh hưởng đến quốc tế. Tháng 2 năm 2006, Tuần báo Phượng Hoàng đăng một bài báo về số lượng người nước ngoài đến Trung Quốc cấy ghép nội tạng đã tăng lên nhanh chóng từ năm 2002. Bài báo này nói, dựa trên điều tra của Hiệp hội cấy ghép nội tạng Hàn Quốc, trong những năm 1999, 2000 và 2001, số người Hàn Quốc đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng tương ứng chỉ là 2, 1 và 4 người. Nhưng kể từ năm 2002, con số này đã tăng lên một cách nhanh chóng. Bài báo đã trích dẫn lời của vị giám đốc người Hàn Quốc tại một trung tâm cấy ghép nội tạng ở Bắc Kinh. Hàng tháng có khoảng từ 70 đến 80 người Hàn Quốc được cấy ghép nội tạng tại các bệnh viện lớn ở Thiên Tân, Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu. Ngoài ra, hàng năm có khoảng 1.000 người Hàn Quốc được ghép nội tạng ở những bệnh viện vừa và nhỏ ở Trung Quốc. Hơn nữa, người Hàn Quốc đã bắt đầu xu thế của thế giới là tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Những bệnh nhân từ Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Ai Cập cũng như Mỹ, Canada, tất cả đều đổ xô đến Trung Quốc vì mục đích này. Làm thế nào mà ngành cấy ghép nội tạng của một đất nước có thể bùng nổ chỉ trong một vài năm? Đây thực sự là một vấn đề đáng sợ. Tiến sĩ Uông Chí Viễn nói, đây không giống như quy trình ngành dệt may, mà có thể tăng ca để tăng số lượng sản phẩm. Đây là sự gia tăng nội tạng người tại cùng một thời điểm. Vậy những nội tạng này có nguồn gốc từ đâu? Tháng 11 năm 2005, Tổ chức Y tế Thế giới đã tổ chức hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương ở Philippines. Ông Hoàng Khiết Phu, Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc thời đó, đã tham gia hội nghị và phát biểu rằng nội tạng cấy ghép tại Trung Quốc hầu hết là của tử tù. Chỉ vài tháng sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có phát biểu ngược hẳn lại với phát biểu của ông Hoàng Khiết Phu. Ngày 28 tháng 3 năm 2006, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương đã nhấn mạnh rằng việc sử dụng nội tạng của tử tù cho cấy ghép hầu như không có. Sau đó, ngày 10 tháng 4 năm 2006, tại một hội nghị thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Y tế Mao Quần đã phát biểu rằng nguồn cung cấp nội tạng chính cho hoạt động cấy ghép ở Trung Quốc là từ hiến tặng của người dân. Trong vòng 2 năm, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát biểu rất mâu thuẫn vào các dịp khác nhau. Họ cho biết nội tạng đến từ các tử tù. Sau đó họ phủ định nó, rồi lại nói nội tạng là từ hiến tặng. Vậy sự thật là gì? Khi phỏng vấn về số lượng nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc, Hoàng Khiết Phu đã công khai con số cấy ghép thận đạt 5.500 tới 10.000 ca.
Họ công khai thừa nhận rằng có khoảng 10.000 ca ghép gan và thận mỗi năm. Kể từ năm 2007, các án tử hình chỉ có thể được thi hành sau khi có sự xem xét và thông qua của Tòa án Nhân dân tối cao. Vậy thì hàng năm, có bao nhiêu án tử hình được Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc thông qua? Theo một bài báo đăng trên trang QQ.com của Trung Quốc dưới tựa đề Dữ liệu về tử tù mọi người cần biết. Từ ngày 2 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 9 năm 2014, trang web bản án của Trung Quốc công bố có 152 án tử hình. Trong số đó có 147 trường hợp đã bị tuyên án, 5 trường hợp còn lại không bị tuyên án tử hình. Tổng cộng có tất cả 165 tội phạm đã bị tuyên án tử hình. Báo cáo này nhấn mạnh rằng, nguồn dữ liệu này được lấy từ trang web bản án của Trung Quốc, cũng là trang web chính thức của Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc. Nếu số liệu thống kê của Tòa án Nhân dân tối cao là chính xác, thì từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 9 năm 2014, chỉ có 165 tử tù bị thi hành án ở Trung Quốc. Theo các báo cáo từ kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ năm 2015, Trung Quốc sẽ hoàn toàn ngừng sử dụng nội tạng của tử tù và chỉ sử dụng nội tạng hiến. Vậy tình trạng nội tạng hiến ở Trung Quốc hiện nay thực sự thế nào? Theo tờ báo tin tức buổi tối, Dương Tử là một tờ báo buổi tối với lượng phát hành lớn nhất Trung Quốc. Theo một báo cáo đăng trên tờ tin tức buổi tối Dương Tử ngày 25 tháng 2 năm 2011, sau khi trở thành một trong 10 thành phố đầu tiên có hệ thống hiến nội tạng thử nghiệm từ tháng 3 năm 2011, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã không hề nhận được một đơn hiến tạng nào. Trong 20 năm trở lại đây, chỉ có 3 người hiến tạng. Để hiểu được tình hình hiến tạng của năm 2015, từ ngày 6 đến 17 tháng 12 năm 2015, Tổ chức Thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã tiến hành phỏng vấn qua điện thoại với phòng hiến tạng, hội chữ thập đỏ ở các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và một số thành phố lớn khác ở Trung Quốc. Đối tượng phỏng vấn, nhân viên của hội chữ thập đỏ Bắc Kinh. Thời gian, ngày 6 tháng 12 năm 2015. Bạn làm việc ở hội chữ thập đỏ Bắc Kinh phải không? Vâng đúng, chúng tôi là nhân viên làm việc tại đây. Tôi muốn hỏi, có một người thân của tôi cần cấy ghép tạng. Tất cả bệnh viện đều cho biết nội tạng được hiến từ hội chữ thập đỏ. Tôi muốn hỏi, có tạng hiến ở hội chữ thập đỏ phải không? Bạn hỏi về nội tạng hiến phải không? Vâng, nội tạng hiến. Chúng tôi là hội chữ thập đỏ thành phố Bắc Kinh, ngay bây giờ chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho công việc này. Đối tượng khảo sát, nhân viên hội chữ thập đỏ Thiên Tân. Thời gian ngày 11 tháng 12 năm 2015. Tôi chỉ muốn hỏi có bao nhiêu người đã hiến tạng? Ý của bạn là gì? Là có bao nhiêu người đã hiến tạng kể từ khi thành lập cơ sở dữ liệu phải không? Đúng rồi, có bao nhiêu người đã hiến tạng? Vâng, ở thành phố Thiên Tân có hơn 170 trường hợp, trong đó đã bao gồm thi thể hiến tặng. Không, nó không bao gồm. Đây tất cả đều là của những người khỏe mạnh hiến tặng cho bệnh nhân. Thời điểm nào thì hơn 170 người này bắt đầu hiến tặng, bắt đầu từ năm nào? Bắt đầu từ năm 2003. Năm 2003, vâng đúng rồi, có hơn 100 người hiến tặng từ năm 2003. Vâng đúng như vậy. Đối tượng khảo sát, nhân viên hội chữ thập đỏ quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Thời gian ngày 17 tháng 12 năm 2015.
cho đến thời điểm hiện tại có bao nhiêu nội tạng hiến? Thành phố Thượng Hải có 5 trường hợp. Thượng Hải thực sự có 5 trường hợp hiến tạng phải không? Mỗi quận hả? Tôi không biết về các quận, chỉ biết đã nhận được 5 trường hợp. Thành phố Thượng Hải của chúng ta đã có 5 trường hợp phải không? Đúng vậy. Đây là tờ đăng ký cấy ghép gan hoặc thận ở phòng cấy ghép của Bệnh viện Trường Chinh, thành phố Thượng Hải. Trên tờ giấy này ghi rất rõ ràng rằng thời gian chờ đợi ghép gan trung bình là 1 tuần. Được xem là trung tâm cấy ghép nội tạng lớn nhất châu Á, trung tâm cấy ghép phương Đông của Bệnh viện Trung ương đệ nhất thành phố Thiên Tân đã đưa ra con số thống kê trên trang web của mình rằng trong năm 2005, bệnh viện này đã thực hiện 533 ca cấy ghép gan. Thời gian trung bình phải chờ đợi để được cấy ghép là 2 tuần. Vậy ở Mỹ, nơi quốc gia có hệ thống cấy ghép nội tạng phát triển nhất thế giới, thời gian chờ đợi là bao lâu? Ở Mỹ có 120 triệu người đăng ký hiến nội tạng và đã xây dựng được một hệ thống hiến nội tạng rất tốt trên hệ thống Internet quốc gia. Ngay cả như vậy, năm 2007, Bộ Y tế Mỹ báo cáo rằng thời gian chờ đợi ghép gan và thận trung bình là từ 2 đến 3 năm. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Trong một báo cáo năm 2012, ngài cựu phó tổng thống Mỹ Dick Cheney cho biết rằng để được phẫu thuật cấy ghép tim, ông đã phải chờ gần 2 năm. Nghĩ xem, ngài phó tổng thống của Mỹ cũng phải chờ hơn 2 năm để được cấy ghép nội tạng. Nhưng ở Trung Quốc, chỉ cần chờ từ 2 đến 3 hoặc thậm chí từ 1 đến 2 tuần thôi. Và trường hợp nhanh nhất là 4 tiếng đồng hồ. Để điều tra điều này, chúng tôi không chỉ phân tích dữ liệu trên Internet, mà thực tế chúng tôi đã gọi điện đến trung tâm cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đại lục. Khảo sát y tế trực tại khoa cấy ghép gan Bệnh viện Tương Nhã 2 của Đại học Trung Nam. Thời gian ngày 19 tháng 3 năm 2015. Xin chào. Xin chào, có phải Tề Hải Chí không? Anh muốn gặp ai? Tôi chỉ muốn biết phải chờ bao lâu để được ghép gan tại bệnh viện của các chị, có cần phải chờ không? Có thể nhanh nhất là vài ngày hoặc lâu nhất là 2 tuần. Liệu có đến hơn 2 tuần không? Không phải lúc nào cũng vậy, đôi khi chỉ cần chờ vài ngày thôi. Vậy đôi khi chỉ cần chờ vài ngày thôi phải không? Đúng. Vâng, đúng thế. Thời gian chờ đợi trung bình từ 1 đến 2 tuần đã là không thể tưởng tượng rồi. Nhưng cuộc điều tra còn phát hiện ra một điều còn không thể tưởng tượng hơn nữa. Còn có một cái gọi là cấy ghép khẩn cấp trong hệ thống cấy ghép tạng của Trung Quốc. Trong một báo cáo năm 2006 của Trung Quốc về số lượng đăng ký ghép gan, dữ liệu được lấy từ 8.486 ca ghép gan tại 29 trung tâm cấy ghép tạng trong giai đoạn từ ngày 6 tháng 4 năm 2005 đến 31 tháng 12 năm 2006. Có 4.331 ca có ghi chú là thuộc một trong hai trường hợp khẩn cấp hoặc không khẩn cấp. Có 1.150 ca được đánh dấu là ca ghép gan khẩn cấp, chiếm 26,6% tổng số các ca. Thế nào gọi là ghép gan khẩn cấp? Đó là phẫu thuật khẩn cấp được hoàn tất trong vòng 72 giờ đồng hồ cho những ai bị hoại tử gan nặng. Bệnh viện Trường Chinh của Đại học Quân y số 2 ở Thượng Hải báo cáo rằng trong vòng 3 năm từ 2003 đến 2006, bệnh viện này đã tiến hành 120 ca ghép gan khẩn cấp. Ca nhanh nhất thực hiện trong 4 giờ đồng hồ.
Nó được trích dẫn là một điều kỳ diệu đáng kinh ngạc trong lịch sử y học. Chắc chắn phải có một khả năng rằng họ đã có một nguồn cung cấp những người mà có thể bị giết bất cứ khi nào họ cần. Chỉ trong điều kiện như vậy họ mới có thể thực hiện ca ghép gan khẩn cấp trong vòng vài giờ đồng hồ. Trong quá trình điều tra mổ cướp nội tạng, phần khó khăn hơn là lấy được thông tin từ những nhân chứng chứng kiến tại chỗ. Có lẽ là có sự an bài từ thiên thượng, ông Uông Chí Viễn và nhóm của ông đã lấy được những thông tin giá trị từ các nhân chứng chứng kiến tại chỗ. Đó là năm 2009, có một cảnh sát vũ trang Trung Quốc ở tỉnh Liêu Ninh đã kể với các nhà điều tra của Tổ chức Quốc tế Điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Về việc anh ta đã chứng kiến sự việc mổ cướp nội tạng trên thân thể sống của một nữ học viên Pháp Luân Công như thế nào? Một cảnh sát vũ trang ở tỉnh Liêu Ninh làm nhiệm vụ bảo vệ vũ trang tại hiện trường. Ngày 9 tháng 4 năm 2002, anh này cầm súng trên tay đứng gác tại cửa phòng phẫu thuật. Anh ta đã hoàn toàn chết khiếp sau khi chứng kiến quá trình mổ cướp nội tạng từ một người vẫn còn sống. Bởi vì nó quá khủng khiếp. Anh ta đã không thể chịu đựng được lương tâm của chính mình, đã bị mất ngủ và trầm cảm trong một thời gian dài. Do vậy cấp trên của anh ta đã không để anh ta tiếp tục làm cảnh sát nữa. Vài năm sau đó anh ta đã đến làm chứng cho chúng tôi. Nếu tôi vẫn còn sống, hãy giúp tôi công bố thông tin này. Được, tôi hứa. Nếu tôi chết, hãy tìm một nhân chứng khác hoặc tìm hiểu về tôi. Hoặc hãy viết một bài báo dựa trên những chứng kiến của tôi. Tôi không cố gắng để mọi người biết tôi, mà là để khuyến khích nhiều người hơn nữa bước ra giống như tôi và nói ra sự thật. Ồ, và đây là mục đích của ông. Ông là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi không tuyệt vời đâu, tôi cũng rất yếu đuối. Ông chưa nói với tôi về thời gian của sự việc đó. Ngày 9 tháng 4 năm 2002. Ngày 9 tháng 4 phải không? Đúng, ca phẫu thuật được bắt đầu lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 4. Nó kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Trước đó chúng tôi đã tra khảo và tra tấn cô ấy vô cùng dã man trong suốt một tuần. Cơ thể cô ấy đầy những vết thương. Ngoài ra chúng tôi đã sử dụng dùi cui điện để đánh cô ấy. Cô ấy đã trở nên mê sản. Cô ấy đã từ chối ăn uống. Vì vậy chúng tôi đã bức thực cô ấy bằng cách đổ sữa vào dạ dày, bóp mũi cô ấy lại. Sau đó theo phản ứng tự động của con người sẽ uống chỗ sữa đó. Và cuộc sống của cô ấy được duy trì bằng cách đó. Cô ấy đã sụt mất khoảng 7,5kg trong 7 ngày. Và sau đó hai cán bộ đến từ một văn phòng nào đó. Có thể ở Cục Công an tỉnh Liêu Ninh, đại khái nó là một văn phòng vô cùng bí mật. Một người là bác sĩ phẫu thuật quân đội tại Bệnh viện Đa khoa Quân khu Thẩm Dương của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Người còn lại đã tốt nghiệp Đại học Quân y 2. Họ là một người già và một người trẻ. Họ đã đưa cô ấy đến một phòng phẫu thuật của Bệnh viện Tâm thần và thực hiện toàn bộ quá trình mổ cướp. Họ không dùng bất cứ thuốc gây mê nào. Họ đã dùng dao rạch lên ngực cô ấy. Tay của họ thậm chí còn chẳng run chút nào. Mặc dù tôi là một cảnh sát vũ trang, tôi đã dùng súng, và tôi đã từng kinh qua bom đạn thật sự cũng như từng thấy nhiều xác chết. Vậy mà khi nhìn thấy những bác sĩ quân y này, tôi thực sự sợ hãi. Tay của họ không một chút run rẩy, họ đeo khẩu trang và mổ ngay lập tức. Chúng tôi cầm súng và đứng bên cạnh bảo vệ. Họ đã rạch dao mổ và người phụ nữ ấy hét lên, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Khi họ rạch dao mổ vào ngực cô ấy đã hét lên, Pháp Luân Đại Pháp Hảo phải không?
Cô ấy khóc rồi hét lên, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cô ấy nói, ông đã giết tôi, một con người. Liệu ông có thể giết hàng trăm triệu người giống như tôi, những người đang bị bức hại chỉ vì niềm tin chân chính của mình? Vào lúc ấy, người bác sĩ quân y đó đã do dự. Ông ta nhìn tôi, rồi nhìn thượng cấp của tôi. Rồi thượng cấp của tôi gật đầu, và ca phẫu thuật được tiếp tục. Quả tim của cô ấy được lấy ra đầu tiên, và sau đó là đến thận. Khi chiếc kéo cắt tĩnh mạch tim của cô ấy bắt đầu co giật. Nó cực kỳ khủng khiếp. Tôi có thể mô phỏng giọng nói của cô ấy. Nó giống như cái gì đó đang bị xé toạc ra. Và cô ấy tiếp tục kêu lên, a, a. Cô ấy luôn há miệng to ra, với hai mắt mở trừng trừng. Ôi trời ơi! Tôi không thể tiếp tục nữa. Đoạn ghi lại cuộc nói chuyện với người đàn ông này rất là dài. Chúng tôi chỉ trích một số đoạn để đưa vào báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi đã làm theo nguyện vọng của anh ấy. Anh ấy yêu cầu chúng tôi chỉ tiết lộ toàn bộ nội dung sau khi anh ấy chết. Chúng tôi chưa được nghe về cái chết của anh ấy, vì vậy chúng tôi chỉ báo cáo một phần. Chúng tôi nghĩ là anh ấy vẫn còn sống. Lúc đó khi nghe băng ghi âm này, tôi đã rất sốc. Thật kinh khủng. Tôi cảm thấy đây không phải là một thủ tục y tế đơn giản. Thu hoạch nội tạng hay buôn bán nội tạng. Đó là bước tiếp theo của quá trình tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Đó là một sự tra tấn kinh khủng. Khi nói về quân đội, cảnh sát và tòa án, chúng ta ai cũng nghĩ rằng đây là các cơ quan bảo vệ con người. Nhưng trong các cuộc phỏng vấn với nhiều bác sĩ, họ nói rằng họ nhận nội tạng của các học viên Pháp Luân Công từ hệ thống nhà tù, tòa án, phòng 610, ủy ban pháp luật và chính trị, và thậm chí cả từ quân đội. Vậy tình hình thực sự là gì? Để thực hiện cuộc điều tra với các cơ quan này, nhóm điều tra đã thay đổi chiến lược. Họ đã đóng vai thư ký của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cục An ninh Quốc gia hoặc đội điều tra đặc nhiệm của Ủy ban Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ủy ban Chính trị và Pháp lý là một cơ quan trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, là cơ quan lãnh đạo tư pháp quốc gia. Chức năng cụ thể của nó là hướng dẫn và điều phối công việc của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm soát Nhân dân, Cơ quan Công an, Cơ quan An ninh Nhà nước, Cơ quan Hành chính Tư pháp. Và các cơ quan xét xử của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 6 năm 1999, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập phòng 610, liên kết với Ủy ban Chính trị và Tư pháp Trung ương chuyên để đàn áp Pháp Luân Công. Đối tượng điều tra Đường Tuấn Kiệt, nguyên Phó Bí thư tỉnh Liêu Ninh. Thời gian ngày 13 tháng 4 năm 2012. Có phải đồng chí Đường Tuấn Kiệt, nguyên Phó Bí thư tỉnh Liêu Ninh không? Cô gọi đến từ đâu vậy? Tôi thuộc nhóm điều tra đặc biệt của Ủy ban Điều tra Kỷ luật. Chúng tôi đang tiến hành điều tra về vụ việc của ông Bạc Hy Lai. Tôi muốn hỏi đồng chí một vài điều về những việc mà ông Bạc Hy Lai đã làm tại tỉnh Liêu Ninh. Được, khi nào cô đến? Đầu tiên chúng ta sẽ nói chuyện qua điện thoại trước. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ gửi thư mời đồng chí đến. Ok, được. Chúng tôi muốn hỏi đồng chí một vài câu hỏi dưới đây. Xin cứ tiếp tục. Câu hỏi đầu tiên là, có phải là ông Bạc Hy Lai đã đưa ra chỉ đạo về việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để sử dụng cho phẫu thuật cấy ghép không? Tôi đã được yêu cầu phụ trách công việc này. Ban chấp hành Trung ương Đảng thực sự nhấn mạnh điều này và nó đã có tác động rất lớn. Ông Bạc Hy Lai dường như đã làm đúng, ông ta đứng ở phe chính nghĩa mà. Điều này đã được thảo luận trong các cuộc họp ban chấp hành. Hiện cô đang ở đâu vậy? Những câu hỏi của cô khiến tôi cảm thấy một chút... Cô đang ở đâu?
Nếu điều Đường Tuấn Kiệt nói là sự thật, thì tất phải có ai đó nữa thuộc ban lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phụ trách việc này. Chu Vĩnh Khang là Chủ tịch Ủy ban Chính trị và Vụ Pháp chế Trung ương, cũng là thành viên thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liệu có thật vậy không? Đối tượng điều tra Lý Trường Xuân, cựu thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời gian ngày 17 tháng 4 năm 2012. Xin chào, có phải đồng chí Lý Trường Xuân đó không? Đúng vậy, tôi là giám đốc Trương, gọi từ văn phòng của đồng chí La Cán. Đồng chí La Cán đang ngủ, nhưng ông ấy có lời nhắn. Được rồi, chúng tôi đã nghe nói rằng trong khi đồng chí và đồng chí Giả Khánh Lâm đi vắng, họ dự định kết tội bà Khi Lai vì việc sử dụng nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ để phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Lúc đó, đồng chí nên hỏi đồng chí Chu Vĩnh Khang. Tại thời điểm đó, đồng chí Chu Vĩnh Khang chịu trách nhiệm về việc này nên ông ấy sẽ biết. Được rồi, tôi sẽ để thư ký của tôi tiếp tục làm việc với đồng chí. Trong một cuộc nói chuyện điện thoại với Lý Trường Xuân, ông ấy nói rằng Chu Vĩnh Khang là người chịu trách nhiệm về vấn đề này. Theo logic, điều này phù hợp với thực tế mà ông Đường Tuấn Kiệt, nguyên phó bí thư tỉnh Liêu Ninh đã thừa nhận rằng chính ông ta là người phụ trách. Đối tượng điều tra, nhân viên tại Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Thời gian ngày 22 tháng 5 năm 2006. Xin chào. Đây có phải là bộ phận đầu tiên của phòng tư pháp hình sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Cẩm Châu không? Đúng vậy. Tôi biết rằng kể từ năm 2001, chúng tôi đã nói chuyện với các tòa án, trại giam và những nơi tương tự để có được nguồn cung cấp thận từ những học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh, nhưng bây giờ có rất ít. Vì vậy tôi muốn hỏi liệu tòa án của các đồng chí có thể cung cấp nguồn như vậy không? Điều đó phụ thuộc vào tình huống của đồng chí và đồng chí cần nói chuyện với cấp trên của chúng tôi. Nếu đồng chí đưa ra những điều kiện tốt, có khả năng chúng tôi vẫn có thể cung cấp. Thật vậy sao? Vâng, nó phụ thuộc vào tình huống của đồng chí. Tôi sẽ báo cáo việc này lên chánh án và nếu cần thiết, chánh án của chúng tôi sẽ liên lạc lại với đồng chí. Vậy là toàn bộ hệ thống quân sự đã tham gia vào việc mổ cấp nội tạng, và liệu các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đều nắm rõ tình hình? Đối tượng điều tra, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Quang Liệt. Thời gian ngày 4 tháng 5 năm 2012, nhân dịp ông này tới thăm Hoa Kỳ. Xin chào, có phải ngài cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lương Quang Liệt đó không? Cô gọi tới từ đâu vậy? Vâng, đây là chúng tôi có một vài câu hỏi ngắn thôi. Gần đây đồng chí Vương Lập Quân đã cung cấp cho chúng tôi một số thông tin mới. Đồng chí ấy đã từng làm việc với các bệnh viện quân đội và làm các nghiên cứu về phẫu thuật cấy ghép tạng sử dụng nội tạng lấy từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Vậy xin đồng chí cho tôi biết thêm thông tin về các hoạt động cấy ghép tạng sử dụng nội tạng lấy từ các học viên Pháp Luân Công tại các quân y viện hàng đầu của Trung Quốc. Cô, có hai điều tôi muốn nói với cô. Trước hết, tôi đang ở nước ngoài, vì vậy tôi không thể xác minh danh tính của cô. Và thứ hai là, tôi không phải là người chịu trách nhiệm về những điều cô vừa đề cập. Vậy thì đây là trách nhiệm của Tổng cục Hậu Cần, có phải không? Vậy cô sẽ phải hỏi họ ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ông có nghe về việc này trong thời gian ông làm Tổng tham mưu trưởng không? Tôi có nghe. Tôi phụ trách công tác quân sự, không phụ trách hậu cần y tế. Nếu quân đội phụ trách giam giữ một số người hiến tạng vào thời điểm đó, thì điều này có thể. Tôi có nghe nói về điều này, phải rồi. Vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp Ủy ban Quân sự Trung ương rồi chứ? Đúng rồi, đã được thảo luận.
đối tượng điều tra ông Bạch Thư Trung, cựu Cục trưởng Bộ Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Thời gian, ngày 30 tháng 9 năm 2014. Xin chào, có phải ông Bạch Thư Trung không? Đúng, cô gọi tới từ đâu vậy? Chúng tôi muốn hỏi ông một số thông tin. Mấy giờ cô muốn gặp? Có vấn đề gì vậy? Cứ tiếp tục đi. Khi ông còn là Cục trưởng Y tế thuộc Tổng cục Hậu cần, ông có biết ai là người chịu trách nhiệm về việc dùng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để cấy ghép không? Đó có phải là mệnh lệnh của ông Vương Khắc? Hay là của Ủy ban Quân sự Trung ương? Đó là mệnh lệnh của Chủ tịch nước Giang Trạch Dân. Có một mệnh lệnh chỉ đạo rằng để thực hiện những điều này, việc cấy ghép nội tạng. Sau đó tôi biết có chỉ đạo từ Chủ tịch Giang Trạch Dân cho phép bán thận cho các ca phẫu thuật cấy ghép không chỉ hạn chế trong quân đội. Vì lúc đó, ông Giang đặc biệt chú ý đến vấn đề này và đặt nó ở mức ưu tiên cao. Ai đặt nó ở mức ưu tiên cao? Giang Trạch Dân, khi ông Giang còn nắm quyền, đã chú ý rất nhiều đến vấn đề này, đã ban hành cả văn bản chỉ đạo. Ông nắm giữ chức vụ này từ 1998 đến 2004. Đúng đúng. Tôi là Cục trưởng Cục Y tế từ năm 1998 đến 2004. Như vậy, trong số các thành viên đương nhiệm của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, liệu có ai biết được rằng Giang Trạch Dân là kẻ độc tài đứng đằng sau vụ việc mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công? Dựa theo gợi ý từ các chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, Tổ chức Thế giới điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu một cuộc điều tra ông Trương Cao Lệ. Hiện đang là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người được cho là có mối quan hệ mật thiết với Giang Trạch Dân. Lúc đó, Trương Cao Lệ chuẩn bị tới thăm nước Kazakhstan, và chúng tôi quyết định đây là một cơ hội rất tốt. Vì vậy, chúng tôi đã quan sát kỹ những nơi ông Trương Cao Lệ thường qua lại. Chúng tôi đã tìm ra chuyến bay và khách sạn của ông. Trước khi máy bay của ông hạ cánh, chúng tôi đã có được số điện thoại của ông. Khi ông ta chỉ vừa tới khách sạn, thậm chí là chưa kịp ngồi xuống, chúng tôi đã gọi điện cho sĩ quan liên lạc của ông ta, và anh ta đã chuyển máy cho ông. Đối tượng điều tra, ông Trương Cao Lệ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng. Thời gian, ngày 24 tháng 6 năm 2015. Tôi là thư ký lưu ở văn phòng của đồng chí Giang Trạch Dân. Xin chào thư ký lưu. Xin chào đồng chí Giang Trạch Dân, có vài lời muốn tôi chuyển đến đồng chí. Gần đây có hơn 10 ngày học viên Pháp Luân Công đã khởi kiện đồng chí Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, yêu cầu truy cứu trách nhiệm đồng chí Giang Trạch Dân trong việc hạ lệnh thu hoạch nội tạng của vài triệu học viên Pháp Luân Công. Đồng chí Giang Trạch Dân khá lo lắng, và ông hy vọng đồng chí có thể ngăn cản việc họ có thể truy cứu vấn đề này. Trong buổi họp của Bộ Chính trị, đồng chí có thể làm được không? Được, được. Đồng chí biết đấy, trách nhiệm trong việc thu hoạch nội tạng của hàng triệu học viên Pháp Luân Công là rất nghiêm trọng. Đó là một trách nhiệm nặng nề. Bây giờ tôi đang ở Kazakhstan. Tôi biết. Tôi vừa rời khỏi máy bay. Vâng, nhưng khi đồng chí quay trở về, xin nhắn Chủ tịch Giang đừng lo lắng. Vâng, còn một điều nữa. Nhất định phải ngăn cản sự việc này. Đồng chí đã biết đấy. Truy cứu việc đồng chí Giang Trạch Dân hạ lệnh thu hoạch nội tạng của vài triệu học viên Pháp Luân Công là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đó. Được rồi, tôi chúc Chủ tịch Giang khỏe mạnh sống lâu. Khi trở về, đồng chí phải xử lý việc này ngay nhé.
Còn nữa, những học viên Pháp Luân Công còn lại cũng phải xử lý cho tốt, không được có sơ hở. Được rồi. Vậy nhé. Ừ, được. Chúng tôi đã gọi cho ông ta với tư cách là thư ký Lưu của văn phòng Giang Trạch Dân. Nói rằng đã có 10.000 học viên Pháp Luân Công đã buộc tội Giang ra lệnh mổ cướp nội tạng sống từ hàng triệu học viên Pháp Luân Công. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng và Giang phải chịu trách nhiệm nặng nề. Ông ta có biết điều đó không? Ông ta đã xác nhận và chúng tôi đã yêu cầu ông ta ngăn chặn cuộc điều tra về vấn đề này tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Chúng tôi nhắc tới 4 lần rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã ra lệnh thu hoạch nội tạng sống từ hàng triệu học viên Pháp Luân Công. Và nhấn mạnh rằng đây là trách nhiệm rất lớn, rất nặng nề và rất nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, cũng không phản đối, hoặc đưa ra lời từ chối. Ông ta đã hứa chắc chắn rằng ông ta sẽ ngăn chặn cuộc điều tra và nhắn Giang Trạch Dân không phải lo lắng. Bởi vì cuộc điều tra ngày càng sâu hơn, ông Uông Chí Viễn và nhóm của ông ngày càng bị dày vò hơn. Đó không những là vấn đề của hàng ngàn hay chục ngàn học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế mổ cướp nội tạng, mà đây còn có sự phê chuẩn của nhà nước. Thật không khó để tưởng tượng được có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã bị sát hại dưới chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 22 tháng 6 năm 2016, cựu Ngoại trưởng Canada chuyên trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông David Kilgore, ông Ethan Gottman, phóng viên điều tra cao cấp, và ông David Matas, luật sư về nhân quyền của Canada đã phối hợp công bố một báo cáo điều tra mới nhất về mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ. Theo báo cáo này, số lượng tù nhân lương tâm bao gồm các học viên Pháp Luân Công là đáng kinh ngạc. Qua nhiều cuộc điều tra, chúng tôi thấy rằng quy mô ghép tạng ở Trung Quốc đại lục đã phát triển đáng kinh ngạc sau năm 2000. Hơn 9.500 bác sĩ cấy ghép nội tạng từ 865 bệnh viện bị nghi là đã tham gia vào việc thu hoạch nội tạng sống. Theo như điều tra của chúng tôi, trong số 712 bệnh viện thực hiện cấy ghép gan và thận, có bao nhiêu bệnh viện thực hiện trung bình từ 2.000 đến 3.000 ca mỗi năm? Là 96 bệnh viện. Đây là con số đáng sợ. Chúng tôi không thể tin đó là sự thật, vì vậy chúng tôi chỉ có thể nói về khả năng tồn tại trên một phạm vi rất rộng lớn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khẳng định một lượng lớn như vậy, nhưng với nhiều loại thông tin và lượng lớn bằng chứng có thể chứng minh rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, cụ thể là bao nhiêu? Chúng tôi đã tiết lộ thông tin này và hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu và có được một kết luận cuối cùng. Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết Express 343. Kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Đối tượng phỏng vấn bác sĩ y khoa Lý Tường Xuân, Giám đốc Phòng Ngoại vụ thuộc Tổ chức Quốc tế Điều tra về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Với nghị quyết Express 343, lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng chính phủ Hoa Kỳ biết về sự tồn tại của hoạt động mổ cướp nội tạng và về quy mô đồ sộ của nó.
Một điểm quan trọng nữa là nghị quyết chỉ ra rằng đây là một hoạt động của chính phủ. Gọi nó là được nhà nước phê chuẩn, nó được phê chuẩn bởi chính phủ. Đây là sự khác biệt hoàn toàn với hoạt động buôn bán nội tạng ngầm của các nhóm tội phạm. Đây là một loại tội phạm mổ cướp nội tạng được cho phép bởi nhà nước. Điều mà chưa từng có trong lịch sử. Sau khi nghị quyết Express 343 được công bố, các hãng truyền thông lớn ở Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới bắt đầu chú ý đến hoạt động mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Israel và Đài Loan đã thông qua cơ quan lập pháp cấm du lịch sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Tuy nhiên, như thế vẫn còn quá ít. Ở Trung Quốc, cỗ máy giết người này đã và đang hoạt động hơn một thập kỷ rồi. Một vài làn sóng lên án và một vài cuộc phản đối là không đủ để ngăn chặn. Khi một người tham gia vào cỗ máy giết người này và bị kích thích bởi nguồn lợi đáng kinh ngạc, thì người đó có thể giết bất kể ai. Không chỉ các học viên Pháp Luân Công, mà là bất kể ai. Nó chỉ là vấn đề về quy mô. Năm 2016, ông Uông Chí Viễn và nhóm của ông tiếp tục cuộc điều tra. Ngày 19 tháng 4 năm 2016, Cao Nhất Hỷ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mẫu Đơn Giang ở tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt một cách bất hợp pháp và được đưa đến đồn cảnh sát Viên Minh. Ngày 30 tháng 4, gia đình của Cao Nhất Hỷ nhận được thông báo rằng anh đã chết. Trong một cuộc phỏng vấn điện thoại, Chu Gia Tân, trưởng phòng 610 ở thành phố Mẫu Đơn Giang, đã công khai thừa nhận Cao đã bị mổ lấy nội tạng và nội tạng của anh đã bị bán. Đối tượng điều tra Chu Gia Tân, trưởng phòng 610 ở thành phố Mẫu Đơn Giang. Thời gian ngày 21 tháng 6 năm 2016. Các anh đã lấy nội tạng của một người có phải không, anh Chu Gia Tân? Chúng tôi đã bán rồi. Tất cả đã được bán rồi. Vậy hả, anh nhìn nhận vấn đề này nhẹ nhàng như vậy hả? Nếu Cao Nhất Hỷ là anh trai của anh có thể nói như vậy không hả, Chu Gia Tân? Nội tạng chỉ là các bộ phận của cơ thể thôi mà, người ta mổ cơ thể và lấy nội tạng ra rồi bán. Anh đã tham gia mổ cướp nội tạng của Cao Nhất Hỷ và nói như vậy, lương tâm và trái tim của anh đâu rồi? Tim tôi đây, tôi thấy nó đang đập rất khỏe mà. Anh bán nội tạng của người ta mà anh vẫn nói như vậy được à? Tôi chỉ nói với cô, nếu cô đứng trước mặt tôi cũng sẽ lấy nội tạng của cô. Tôi có nickname là Đồ Tể. Anh hoàn toàn bị mất nhân tính rồi, anh có phải là con người nữa không? Lần tới khi gọi cho tôi, cô đừng gọi tên tôi nữa, hôm nay tôi có một tên mới, hãy gọi tôi là Đồ Tể. To the slaughter, gone without trace. Doctor, how could you fall so far from grace? Breath in their lungs, their bodies still warm. Their organs are stolen and sold to the world. And the animals upstairs take a slice of Falun Gong. Lambs to slaughter. Sons and daughters, tears are falling, we haven't forgotten. Lambs to slaughter, made to order,
Tears are falling, we haven't forgotten you. Ooh, ooh. Skinned and dismembered, plastic-filled veins, corpses lined up like a circus display. Mothers with babies unborn in their wombs, they were tortured to death, now defiled in their tombs. And unknowingly we gawk as the devil takes his dues. Lambs to slaughter, sons and daughters, tears are falling, we haven't forgotten. Lambs to slaughter, made to order, tears are falling, we haven't forgotten you. Ooh. 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 Under the cover of the dark, someone ordered a heart, men and women in chains, transported to slaughter, blood warming their veins. Innocent sons and daughters, this is truly insane. How can we explain the word inhumane? Doesn't scratch the surface of doctors and the surgeons killed for the regime. We pray for the day when blood is washed clean and the people are free. People are free. Innocent lives, can we step back? Can we stand up? These people die. No, we gotta stand. Stand up, stand up. No, we gotta stand up, stand up, stand up. Stand up for lambs to slaughter, sons and daughters. Tears are falling, we haven't forgotten. Lambs to slaughter, made to order. Tears are falling, we haven't forgotten.